lớp nghệ thuật Vi Sắc của người Việt cao niên mừng Tết Kỷ Hợi vào sáng thứ Năm 14 tháng 2 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace One Garden Grove. Vi Sắc xuất xứ từ lớp vẽ cao niên do Nhật báo Người Việt phối hợp với Viện Bảo tàng Bauer Santa Ana tổ chức. Lớp Vi Sắc từng sinh hoạt tại Nhật báo Người Việt trong nhiều năm. Hiện nay, Vi Sắc tổ chức tại chùa Quán Thế Âm trên đường Magnolia Garden Grove hai buổi thứ Tư và thứ Năm hàng tuần. Chương trình mừng Tết Kỷ Hợi của Vi Sắc bao gồm triển lãm tranh do chính các hội viên vẽ. Khách yêu thích có thể mua những bức tranh này. Ngoài ra, chương trình còn có phần văn nghệ vui xuân đặc sắc. Vi Sắc có lớp vẽ, lớp hợp ca, lớp line dancing, lớp iPhone, iPad, lớp international dancing và lớp luyện giọng. Hiện nay do lớp quá đông nên không thể nhận thêm người, trừ khi được hội viên giới thiệu.